Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023, nữ mạng sinh năm 1991, tuổi âm lịch 33 tuổi, mạng thổ gặp mệnh kim là tương sinh, sao là hầu chiếu mệnh, hạt diêm vương, thiên can tuổi Tân gặp năm quý là tương sinh, tốt. Tổng quát tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong năm 2023 nữ mạng. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 2 năm 1991 đến ngày 3 tháng 2 năm 1992 dương lịch thuộc tuổi Tân Mùi, cầm tinh con dê. Thiên can Tân kết hợp với địa chi Mùi có ý nghĩa đặc biệt là đắc lộc chi dương, tức dê có lộc. Tử vi tuổi Tân Mùi năm Quý Mão 2023 nữ mạng được giải đoán dựa trên nhiều yếu tố phong thủy đặc biệt như can chi năm sinh âm lịch, ngũ hành bản mệnh năm 1991, sao chiếu mệnh, hạn tuổi. Về tổng quan, vận số của nữ mạng Tân Mùi sinh năm 1991 trong năm Quý Mão 2023 có thể được suy đoán như sau. Nữ mạng Tân Mùi thuộc mệnh thổ, cụ thể là lộ bằng thổ, tức đất tường đi. Tương sinh với ngũ hành của năm Quý Mão là kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Xét về thiên can, Tân thuộc kim, tương sinh với quý thuộc thủy, chủ về may mắn, suôn sẻ. Như vậy, năm Quý Mão 2023 sắp tới sẽ mang đến cho nữ Tân Mùi sinh năm 1991 cuộc sống thuận lợi, yên bình, công danh sự nghiệp ổn định. Năm Quý Mão 2023, sao La Hầu trở thành sao chiếu mệnh của nữ mạng Tân Mùi. Trong cửu diệu niên hạn, đây là khẩu thiệt tinh, chủ về chuyện tai tiếng, ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ. Tuy nhiên, mệnh chủ không cần phải quá lo lắng vì mọi rắc rối đều có thể được hóa giải bằng thái độ dĩ hòa vi quý. Luận giải tử vi năm 2023 tuổi Tân Mùi trên các phương diện, công việc, sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của nữ Tân Mùi đang trên đà phát triển ổn định, không có nhiều thay đổi lớn trong năm Quý Mão 2023. Mệnh chủ không nên vội vàng phát triển công việc theo định hướng mới khi chưa có kế hoạch chu toàn. Hãy củng cố công việc hiện tại, dành thời gian cải thiện bản thân để chuẩn bị kỹ lưỡng cho chặng đường tương lai. Phụ nữ Tân Mùi vừa thông minh vừa biết cách xử lý khéo léo để cải thiện tình cảm với đồng nghiệp. Mệnh chủ luôn làm việc với thái độ cầu tiến, tích cực, khiến cấp trên tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tài chính. Tài vận của nữ Tân Mùi trong năm Quý Mão khá hành thông, công việc ổn định mang đến tài chính vững vàng nên cuộc sống được đầy đủ, sung túc. Thay vì vội vàng mang tiền đi đầu tư, mở rộng kinh doanh, mệnh chủ nên tiết kiệm nhiều hơn trong năm nay. Theo tử vi tuổi Mùi 2023, phụ nữ Tân Mùi thích hưởng thụ, sẵn sàng chi ra số tiền lớn để mua sắm những món đồ yêu thích. Nếu không muốn tiền tài bị thất thoát nhanh chóng, mệnh chủ nên học cách chi tiêu hợp lý hơn. Tình duyên gia đạo. Không có biến cố lớn nào xảy ra với cuộc sống hôn nhân của nữ Tân Mùi trong năm Quý Mão 2023. Sau những giờ làm việc căng thẳng, mệnh chủ được tận hưởng những giây phút vui vẻ bên chồng con. Phụ nữ Tân Mùi đảm đang, tháo vát, khéo léo thu xếp mọi công việc nhà, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của các thành viên trong gia đình. Người tuổi này vốn bản tính hiền lành, nhu mì, luôn biết cách tạo bầu không khí đầm ấm, an vui với người thân. Sức khỏe. Đôi lúc, phụ nữ Tân Mùi vào năm 2023 sẽ cảm thấy tinh thần mệt mỏi vì công việc căng thẳng và việc nhà bận rộn. Hãy dành thời gian thư giãn cho bản thân mỗi ngày bằng cách làm những điều mình thích, chẳng hạn như đọc sách hay nghe nhạc. Phụ nữ Tân Mùi nên dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe trong năm 2023. Làm việc quá sức trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm. Hãy ngủ đủ giấc, dùng bữa đúng giờ và hạn chế thức khuya. Xem sao hạn của tuổi Tân Mùi trong năm 2023. Sao chiếu mạng. Năm Quý Mão 2023, nữ mạng Tân Mùi gặp sao La Hầu chiếu mệnh, phải đề phòng chuyện khẩu thiệt thị phi gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng. Mệnh chủ có thể tránh được những rắc rối do hung tinh này gây ra nếu biết cách đề phòng. Trong cuộc đời, chắc chắn phải có những lúc con người ta phải đối mặt với những giai đoạn bị sao La Hầu quấy phá. Có thể sẽ có những khó khăn, nhưng đó sẽ là những bài học để nữ Tân Mùi rút ra kinh nghiệm sống quý giá. Mệnh chủ có thể rèn luyện được cách sống tâm bình khí hòa trước mọi thử thách. Hạn tuổi. Theo tử vi chọn đời, nữ mạng Tân Mùi 33 tuổi âm gặp phải hạn diêm vương trong năm Quý Mão 2023.
Để nữ Tân Mùi có thể phần nào hóa giải được hạn Diêm Vương, trước tiên mệnh chủ phải đề cao cảnh giác với bệnh tật, không được lơ là việc giữ gìn sức khỏe. Hãy thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế sử dụng các thực phẩm nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, mệnh chủ cũng nên khám sức khỏe định kỳ nhằm kịp thời khắc phục những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tứ trụ, thiên sinh, địa sinh, theo tử vi Tân Mùi nữ mạng 2023, đây là báo hiệu về một năm phải phấn đấu nỗ lực hơn người để vươn lên trong sự nghiệp. Tuy phải vất vả trong công việc, nhưng bù lại, mệnh chủ được mãn nguyện về phương diện tình cảm gia đình. Vận niên. Vận niên của nữ Tân Mùi trong năm 2023 là già hãm tỉnh, tức rắn bị rơi xuống giếng. Trong vận niên này, nữ Tân Mùi nên cẩn thận khi đưa ra quyết định quan trọng trong công việc, phải luôn suy nghĩ thấu đáo. Một khi đã xác định mục tiêu thì phải kiên trì thực hiện đến cùng, nhẫn nại chờ đợi cơ hội phát triển đột phá. Hóa giải sao hạn. Theo kinh nghiệm dân gian, những tai ương của hung tinh có thể được tiêu trừ nhờ vào lễ cúng sao giải hạn. Trong năm 2023, nữ Tân Mùi có thể thực hiện nghi lễ cúng sao La Hầu vào thời điểm thích hợp. Nếu muốn nhận được sự phù hộ từ gia tiên tiền tổ thì mệnh chủ phải có thái độ kính cẩn, tín tâm. Về lâu về dài, hành thiện tích đức mới là cách tốt nhất để hóa giải hung họa. Người luôn giữ tâm hướng thiện, rũ bỏ tham sân si thì ắt sẽ có được cuộc sống bình an, hạnh phúc. Mệnh chủ nên cố gắng tu tâm dưỡng tính, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh để tích thêm phước báu. Phong thủy may mắn tuổi Tân Mùi năm Quý Mão, màu hợp tuổi. Theo thuyết âm dương ngũ hành, các màu sắc cũng chứa năng lượng phong thủy, có thể chi phối vận khí của con người. Nếu muốn thu hút may mắn thì phải chọn màu sắc tương thích với ngũ hành của bản thân. Đối với những người mệnh thổ như nữ Tân Mùi thì nên chọn những màu thuộc hành hỏa và thổ để cuộc sống trở nên thuận lợi trong năm Quý Mão 2023. Nữ Tân Mùi nên sử dụng những màu sắc phong thủy sau đây, đó là vàng đậm, nâu. Hướng xuất hành. Nữ mạng tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 thuộc cung Càn, Tây tứ mệnh. Để công việc được hành thông, khi xuất hành nên chọn các hướng sau: Tây sinh khí, Tây nam diên niên, Đông bắc thiên y, Tây bắc phục vị. Diễn biến tử vi theo tháng trong năm. Lột giải là số tử vi Tân Mùi nữ mạng theo 12 tháng trong năm 2023 như sau. Tháng 1, theo tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023 nữ mạng, mệnh chủ gặp nhiều may mắn đầu năm, thành tâm làm việc thiện sẽ tích được thêm phúc đức, cầu mong cho bản thân và gia đình một năm mới bình an, phát tài phát lộc. Tháng 2, mệnh chủ có tinh thần hăng hái phấn khởi, làm việc hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Vận khí rút kém, tài năng. Tháng 6, tiền tài rủng rỉnh, gia đạo hạnh phúc, an khang, thời vận thăng hoa, tiến hành đại sự trong tháng này thì được cát lợi. Tháng 7, công việc làm ăn phát triển bình ổn, mệnh chủ không nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tháng 8, dành nhiều thời gian thư giãn, lấy lại năng lượng tích cực sau khoảng thời gian tập trung cao độ cho sự nghiệp. Tháng 9, phải vất vả lo toàn công việc. Để tránh làm mất hòa khí vợ chồng, mệnh chủ nên chủ động nhường nhịn đối phương. Tháng 10, gặp bất lợi về sức khỏe nên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để phòng ngừa bệnh tật. Tháng 11, cuộc sống gia đình tràn ngập hạnh phúc, tài chính dư giả, cuộc sống đầy đủ, ấm no. Tháng 12, gia đạo hạnh phúc, an vui, vật đạo hoa rực rỡ, phụ nữ độc thân cũng dễ gặp được mối nhân duyên như ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!